thì bây giờ đến với bài đầu tiên. Đến với bài đầu tiên. Trong ví dụ đầu tiên, cô có biểu thức tính A bằng 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng với 1 trên 3 nhân 4 cộng đến 1 nhân trên 49 nhân với lại 50. Vậy thì ở đây dạng đầu tiên là tử số chính bằng hiệu hai thừa số ở dưới mẫu. Tử số này bằng hiệu hai thừa số ở dưới mẫu. Ở đây là gì? Tử số của chúng ta ví dụ như ở phân số 1 trên 2 nhân với 3 thì tử số của chúng ta đang là 1 đúng không? Mà cái hiệu của hai thừa số ở dưới mẫu chúng ta thấy là 3 và 2. Vậy thì 3 trừ đi 2 bằng 3 trừ đi 2 đúng bằng bao nhiêu? Đúng bằng 1, đúng đang bằng tử số. Được chưa? Tương tự ở đây thì là 1 trên 3 nhân 4 thì chúng ta có hiệu của 4 và 3 đúng bằng 1. Tương tự thì hiệu của 5 và 4 đúng bằng 1. Vậy thì đối với dạng bài này chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Ok các bạn, đối với dạng bài này thì chúng ta còn nhớ cách làm không? Sẽ là đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ có phần phân tích. Đấy chính là 1 trên 1 nhân với 2 chính bằng 1 trên 1 trừ đi 1 trên 2 đúng không? Tương tự thì chúng ta có 1 trên 2 nhân với 3 chúng ta viết thành 1 phần 2 mà trừ đi 1 phần 3. Tương tự chúng ta có 1 trên 3 nhân 4 sẽ bằng 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 4. Vân vân, nó sẽ đến cái phân số cuối cùng là 1 trên 49 nhân 50. 1 trên 49 nhân 50 chúng ta sẽ viết thành 1 phần 49 trừ đi 1 phần 50. Ok, nhắc lại kiến thức là đối với những cái bài mà nó đang có cái quy luật là tử số đang đúng bằng hiệu của hai thừa số ở dưới mẫu thì chúng ta đưa về dạng 1 trên một, ví dụ như 1 trên 2 nhân 3 chúng ta đưa về 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3 đúng không? Và những cái này chúng ta cộng lại thì nó sẽ có cái phần khử đi đúng không? Nó sẽ biến mất. Vậy thì đối với bài ví dụ đầu tiên thì các bạn sẽ cho cô đáp án nhé. Bài đầu tiên. Ok. Ok, các bạn online nào, các bạn cũng cho cô đáp án lên phần chat nhé. Ok. Ok. Vậy thì bài này của chúng ta đáp án đó chính là 49 phần 50 và nó sẽ bằng 1 phần 1 mà trừ đi 1 phần 50 đúng không? Vậy bài này chúng ta sẽ trình bày là bằng 1 trên 1 trừ đi 1 trên 2 cộng với 1 trên 2 trừ 1 trên 3 cộng 1 trên 3 trừ đi 1 trên 4 cộng vân vân cộng đến 1 phần 49 mà trừ đi 1 phần 50. Ở đây chúng ta sẽ có trừ đi 1 phần 2 và cộng với 1 phần 2 là hết đúng không? Tiếp theo trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 hết. Tương tự nó sẽ hết đến 1 phần 49. Vậy thì những cái này chúng ta đã hết, chúng ta có thể gạch đi và đáp án chính bằng 1 phần 1 mà trừ đi 1 phần 50 và bằng 49 phần 50. Ok, đáp án của chúng ta là 49 phần 50. Ok, ok rồi. Ok. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ chữa luôn câu B nha. Câu B thì nó vẫn đang tương tự câu A đúng không? Là tử số của chúng ta đang bằng 2. Tử số của chúng ta đang bằng 2 mà hiệu ở dưới mẫu số đang là 3 trừ đi 1 bằng 2 đúng không? 5 trừ đi 3 bằng 2, 7 trừ 5 bằng 2. Tương tự đến 1001 mà trừ đi 99 cũng bằng 2. Vậy thì bài này chúng ta sẽ viết thành B sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? B bằng đúng rồi, 1 phần 1 trừ đi 1 phần 3 sẽ bằng 2 trên 1 nhân 3 cộng với 1 phần 3 trừ 1 phần 5 cộng 1 phần 5 trừ 1 phần 7 cộng 1 phần 7 trừ đi 1 phần 9 cộng chấm chấm đến 1 phần 99 và trừ 1 phần 101. Và những cái này thì chúng ta sẽ khử nó đi từ 1 phần 3 đúng không? Cái này nó sẽ mất. Cái này nó
Ok, vậy cái này chúng ta sẽ còn lại là bằng 1 phần 1 mà trừ đi 1 phần 101. Và đáp án sẽ bằng 100 trên 101. Ok, đáp án của câu B của chúng ta sẽ là 100 trên 101. Ủa cô ơi, Gia Anh sao lại làm ra 200 nhỉ? Gia Anh con nêu cách làm giúp cô nào. Bởi vì còn nhân 2 nữa cô. À, chúng ta để ý nha. Ở đây này, hiệu của cái mẫu số đang là bao nhiêu? 2 đúng không? Thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ phân tích nhá. 1 trừ đi 1, à 1 phần 1 trừ đi 1 phần 3 sẽ bằng, quy đồng mẫu số lên thì ở dưới sẽ là 1 nhân với 3 đúng không? 1 nhân với 3 thì cái tử số của chúng ta sẽ là 3 mà trừ đi 1 và đúng bằng bao nhiêu? 2 trên 1 nhân 3. Ở đây hiệu của hai số ở dưới mẫu là 3 trừ đi 1 đang đúng bằng 2 đúng không? Thì nó sẽ bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 3 đúng bằng 2 trên 1 nhân 3 đúng không? Lưu ý nhá, những bạn mà đang làm đáp án ra thành 200 trên 101 này, chúng ta để ý này. Tương tự thì ở đây có, chúng ta viết nháp ra nhá, 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 5 nó sẽ bằng bao nhiêu? Mẫu số của chúng ta đang là 3 nhân với 5 đúng không? Còn tử số này, cái này quy đồng lên tử số là 5, tử số của cái này quy đồng lên sẽ là trừ đi 3. Vậy thì cái này vẫn bằng 2 trên 3 nhân 5 đúng không? Đúng không? Nó đang bằng 2 trên 3 nhân 5, nó đúng bằng cái đề bài của chúng ta chưa? Tương tự thì 2 trên 1 nhân 3 nó vẫn đang đúng bằng cái đề bài của chúng ta. Vậy thì bài này của chúng ta có nhân tử số lên không nhỉ? Chúng ta sẽ không nhân tử số ở đây đúng không? Lưu ý nhá. Các bạn lưu ý giúp cô này, thì đối với những cái này nếu mà chúng ta vẫn chưa chắc chắn về cách làm nhá, thì chúng ta sẽ nháp ra xem cái phần trừ đi của nó có đúng bằng cái đề bài mà chúng ta có không? Thì ở đây nó đang có là 3, 5 trừ đi 3 này, nó đúng bằng 2. 5 trừ đi 3 đúng bằng 2. Thì 1 phần 3 trừ đi 1 phần 5 nó chính bằng 5 trừ đi 3 trên 3 nhân 5. Thì nó sẽ bằng 2 trên 3 nhân 5 luôn đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có cần nhân không? Chúng ta sẽ không cần nhân 2 ở đây đúng không? Ok chưa? Ok chưa? Gia Anh phần này con hiểu chưa? Ok, vậy thì các bạn nhá, các bạn khác này, chúng ta lưu ý giúp cô này, những bạn mà đang làm đáp án là 200 trên 101 thì chúng ta sẽ để ý lại cái ở đây nhá, nó đang có là 5 trừ 3 đúng bằng 2 rồi đúng không? Chứ không phải là 5 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 3 bằng 1 thì chúng ta mới cần chia, à cần nhân lên. Nhưng mà 5 trừ đi 3 nó đang bằng 2, vậy thì chúng ta sẽ không cần nhân lên 2 ở đây đúng không? Ok nha, vậy bây giờ bài này của chúng ta này đang có tử số của chúng ta đang bằng mấy? Tử số đang bằng 2. Tử số của chúng ta đang bằng 2 đúng không? Đề bài của chúng ta nhá, tử số đang bằng 2 này. Và hiệu ở mẫu số đang bằng bao nhiêu? Hiệu ở mẫu số đang bằng 4. Hiệu ở cái mẫu số ở đây cũng bằng 4 đúng không? Tương tự thì các cái này hiệu cũng bằng 4. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt tính phép tính ra để chúng ta tính xem cái 1 phần 3 trừ đi 1 phần 7 bằng bao nhiêu trước nhá. 1 phần 3 này trừ đi 1 phần 7 của chúng ta tính bằng mẫu số chung đang là 3 nhân với 7 đúng không? Mẫu số chung của chúng ta sẽ có 3 nhân 7 và tử số sẽ là 7 mà trừ đi 3 bằng 4 trên 3 nhân 7 đúng không? Nó bằng đúng cái hiệu là 7 trừ 3 bằng 4 trên 3 nhân 7 đúng không? Tương tự của chúng ta này sẽ có 1 phần 7 trừ đi 1 phần 11 sẽ bằng 11 mà trừ đi 7 chia cho 7 nhân 11 và đúng bằng 4 trên 7 nhân 11. Vậy thì khi mà chúng ta đặt phép tính là 1 phần 3 trừ 1 phần 7 này, tiếp theo lại có 1 phần 7 trừ đi 1 phần 11 thì tử số của chúng ta sẽ ra là 4 đúng không? Tử số của chúng ta đều ra là 4 mà tử số trong đề bài của chúng ta đang là bao nhiêu? 2. Vậy thì khi mà chúng ta đang để tử số là 2 thì chúng ta nếu mà muốn để nó ra thành 1 phần 3 trừ 1 phần 7 này, 1 phần 7 trừ đi 1 phần 11 thì chúng ta sẽ phải biến đổi làm sao để cho cái tử số của cái C này nó lên được là thành 4 đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta biến đổi từ tử số đang là 2 mà chúng ta biến đổi thành tử số là 4 thì chúng ta sẽ làm phép gì nhỉ? Ok, chúng ta sẽ làm phép nhân đúng không? Chúng ta sẽ làm phép nhân là lấy C nhân với bao nhiêu? C nhân 2.
C nhân với 2 đúng không? Chúng ta sẽ lấy C nhân với 2 bởi vì tử số của C nó đang là 2 nhá. Thì khi chúng ta lấy 2 nhân với C này, 2 nhân với C thì chúng ta lấy tử số nhân với 2 đúng không? 2 nhân với C tử số nhân 2 sẽ bằng 2 nhân 2 bằng 4 chia cho 3 nhân 7. Tương tự thì 2 trên cái này nhân với 2 lên chúng ta sẽ được 4 trên 7 nhân 11. Tương tự thì chúng ta sẽ có 4 trên 11 nhân với 15 cộng chấm chấm cộng đến bao nhiêu? 2 trên 99 nhân 103 thì là 4 trên 99 nhân với 103. Đó. Khi mà chúng ta đưa được về cái dạng này, hiệu của hai số ở dưới mẫu số nó đúng bằng cái tử số đúng không? 7 trừ 3 bằng 4 này, 11 trừ 7 bằng 4, 15 trừ 11 bằng 4 và 103 trừ đi 99 bằng 4. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa nó về dạng là 1 phần 3 trừ đi 1 phần 7 cộng với 1 phần 7 trừ đi 1 phần 11 đúng không? Vậy thì thông qua cái việc tính C, từ cái việc tính C chúng ta quy đổi nó thành cái việc tính là 2 lần nhân với C sẽ được bao nhiêu đúng không? Vậy 2 lần nhân với C chúng ta tính thành 2 nhân C sẽ bằng 1 phần 3 trừ đi 1 phần 7 cộng với 1 phần 7 trừ đi 1 phần 11 cộng với 1 phần 11 mà trừ đi 1 phần 15 cộng chấm chấm cộng đến 1 phần 99 mà trừ đi 1 phần 103. Vậy thì những cái số... Cuối cùng. Nếu mà đến đoạn rút cộng và rút gọn như thế thì 1 phần 3 và 1 phần 103 thì đúng không hiểu được mẫu số không? 103 trừ sinh chết cho 3. Thì nếu mà gặp cái trường hợp mà mẫu số là 1 phần 3 trừ đi 1 phần 103 đúng không? Thì khi cái này chúng ta bảo là 103 không chia hết cho 3, vậy thì mẫu số chung của chúng ta sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bạn khác nào giúp bạn chỗ này. Đúng rồi, chúng ta mẫu số chung chúng ta sẽ lấy 3 nhân với lại 103 luôn đúng không? 3 nhân với 103 thì tử số là 103 mà trừ đi 1, mẫu số của chúng ta là 309. Được chưa? Mẫu số chung của chúng ta là 309, còn cái này là bao nhiêu? À, 103 trừ đi 3 chứ. Đúng không? 103 trừ đi 3 thì cái này sẽ là 100 phần 309. Ok, lưu ý giúp cô ở đây nhá. Khi mà chúng ta có này 103 không chia hết được cho 3 đúng không? Thì chúng ta tìm mẫu số chung bằng cách chúng ta lấy 3 nhân luôn với 103, nó sẽ ra 309 là mẫu số chung của chúng ta được. Được chưa? Ok, vậy thì đến đây nhá, chúng ta sẽ rút gọn thành bao nhiêu? 2 nhân C đúng không? Sẽ bằng 1 phần 3 mà trừ đi bao nhiêu? 1 phần 103. 1 phần 3 trừ đi 1 phần 103 thì chúng ta vừa tính ở bên kia, chúng ta sẽ ra được 100 phần 309. Mẫu số chung của chúng ta sẽ là 3 nhân với lại 103 và đúng bằng 309 đúng không? Nếu quy đồng mẫu số đây là 309 đúng rồi. Cái này cũng, thì tử số cũng lên 103 trừ 1 bằng 102. Trừ mấy? 1 phần mấy trừ đi. Trừ mấy nhỉ? 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 103 đúng không? Thì mẫu số chung của chúng ta là 3 nhân với lại 103. Thì ở đây có phải là 1 nhân với 103 bằng 103 chưa? Còn 1 nhân với 3 bằng? 3. Bằng 3. Thế thì 100 trừ đi 103 trừ đi 3 phải bằng 100 chứ, đúng không? Ở đây không phải là 100 mà trừ đi 1 đâu nhá. Không phải 103 trừ đi 1, đúng chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rồi, ok chưa? Thế thì ở đây chúng ta lưu ý nhá. 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 103 này, nó đang bằng bao nhiêu? Quy đồng lại ở đây đi là bằng 309 là mẫu số chung đúng không? Thì 1 phần 3 mà ra 309 nó sẽ ra 103 phần 309 trừ đi 1 phần 103 mẫu là 309. Nhân lên của chúng ta là 1 nhân 3. Ở đây là trừ đi 3 nha. Lưu ý ở đây đang là trừ đi 3 đúng không? Vì ở đây chúng ta nhân với 3 mà. 3 nhân với 103 bằng 309 thì 1 nhân với 3 sẽ bằng 3. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ bằng 100 phần 309. Ok. Ở cái chỗ quy đồng này chúng ta lưu ý nhá, đang là 1 phần 3 mà trừ đi
1 phần 103, chứ không phải là 1 phần 1 nha. Vậy khi mà chúng ta tính được 2 nhân C đang bằng 100 phần 309 đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra C bằng bao nhiêu? 100 phần 309 mà chia cho 2 thì bằng 100 chia cho 2 sẽ bằng 50 phần 309. Ok, đáp án bài này của chúng ta là 50 phần 309 nha. Ok chưa các bạn, các bạn online nào, các bạn online chúng ta ra được đáp án là 50 phần 309 chưa? Ok chưa nhỉ? Ok chưa các bạn online nào? Bật mic lên trả lời giúp cô. Ok. Quốc Bình bài này làm lại làm được chưa con? Dạ con làm được rồi ạ. Rồi ok. Vậy thì chúng ta lưu ý ở đây giúp cô nhá, là mẫu số của chúng ta đang là 3 x 7, hiệu của nó đang bằng 4 đúng không? Mà tử số của chúng ta đang bằng 2. Vậy thì khi chúng ta đưa từ tử số thành 2 lên 4 thì chúng ta sẽ lấy 2 lần nhân với C, nó sẽ ra được 4 đúng không? Và chúng ta tính toán ở phần này quy đồng cho cẩn thận là ok rồi đúng không? Đó, vậy đáp án bài này sẽ bằng 50 phần 309. Ok nha. Ok. Câu số 4 thì đề bài trước mắt là đang cho nó, chúng ta chưa nhìn ra quy luật đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào để cho nó ra được cái quy luật chúng ta đang học. Đó, các bạn sẽ làm bài này giúp cô. À, sao con nhỉ? Con biết phân tích. Ok. Thế thì bây giờ con sẽ phân tích và con làm ghi đáp án ra giúp cô nhé. Ok. Ok. Làm bài. Và ghi đáp án ra giúp cô nhé. Công Giang à? Công Giang con thử tính lại giúp cô nhé. Vâng ạ. Ok. Tử số của chúng ta ở đây đang bằng 5 đúng không? Đang đều bằng 5. Vậy chúng ta phân tích như thế nào? Đó. Cô sẽ chữa nhá. Đúng rồi. Bài này cô sẽ chữa nha. Bài này là câu D, chúng ta sẽ tính D1 đang bằng 5/2 cộng 5/6 cộng 5/12 cộng từ này đến 5/90. Vậy thì ở đây trước mắt là chúng ta đang thấy là đầu tiên là tử số của chúng ta đang đều bằng 5 trước đúng không? Vậy thì mẫu số ở đây chúng ta sẽ phân tích như thế nào nhỉ? Bạn này làm rồi. Ok, thế Chami nào. Bài này chúng ta sẽ phân tích mẫu số như thế nào nhỉ? Ở đây là 5 nhân 1 nhân 2. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích mẫu số 2 chính bằng 1 nhân với 2 đúng không? 2 của chúng ta viết thành 1 nhân với 2 đúng chưa? Tiếp theo 5/6 thì chúng ta viết thành 2 x 3. Đúng rồi, 6 chúng ta phân tích thành 2 nhân với 3. Tương tự thì 5/12 chúng ta viết thành 5 phần 3 x 4. Ok. Cộng với
5 phần 20 là 5 phần 5 4 nhân 5 chứ. Ok, 5 phần 4 nhân 5 đúng không? Tiếp theo, 5 phần 30 lại bằng 5 nhân 6 đúng không? 42 là 6 nhân 7, 56 là 7 nhân 8, 72 là 8 nhân 9 và 90 là 9 nhân 10 đúng không? Vậy thì chúng ta ghi chấm 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 ở đây đến tận 5 phần 9 nhân với 10. Vậy thì từ câu D chúng ta đang là có các mẫu như thế này nhá. Chúng ta đã đưa được về cái dạng này, mẫu số lại có dạng 1 nhân 2, 2 nhân 3, 3 nhân 4, 4 nhân 5 và chấm chấm đến tận 9 nhân với 10 đúng không? Đúng rồi. Vậy cái mẫu số của chúng ta ở đây đang bằng các số này liên tiếp nhân lại với nhau. Vậy thì ở đây chúng ta lại nhìn này. Hiệu của hai số ở mẫu số bằng bao nhiêu? 2 trừ đi 1 bằng 1 đúng không? 3 trừ đi 2 bằng 1, 4 trừ 3 bằng 1, 5 trừ 4 bằng 1 và 10 trừ đi 9 cũng bằng 1. 10 trừ đi 9 cũng bằng 1. Vậy thì ở đây tử số chúng ta sẽ đưa được chúng ta sẽ đưa tử số về cái dạng là 1 đúng không? Mà ở đây tử số đang là 5, vậy thì đưa từ 5 về 1 chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Một là chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta làm đúng không? D1 này. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta làm. Một là chúng ta đưa được về cái dạng là 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 thì chúng ta đưa trực tiếp là chúng ta đặt 5 ra bên ngoài. 5 là đây nhá, cách 1 này. Chúng ta sẽ đưa D1 bằng thừa số chung của chúng ta đang đặt là đặt 5 ra bên ngoài đi. Bên trong sẽ còn lại là 1 trên 1 nhân với 2 cộng với 1 trên 2 nhân với 3 cộng 1 trên 3 nhân 4 cộng 1 trên 4 nhân với 5 cộng chấm chấm cộng đến 1 trên 9 nhân với 10. Đó, thì chúng ta đặt 5 là thừa số chung chung ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái này nó đang đúng dạng là hiệu của hai số ở mẫu số bằng tử số đúng không? Đúng không? Vậy thì đến đây chúng ta làm như bình thường sẽ bằng D1 sẽ bằng 5 nhân với lại cả cái cụm này chúng ta tính là 1 phần 1 trừ đi 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng chấm chấm cộng đến 1 phần 9 trừ đi 1 phần 10. Và đến đây chúng ta sẽ bằng D1 sẽ bằng 5 nhân với lại 1 phần 1 mà trừ đi 1 phần 10 đúng không? 1 phần 1 trừ đi 1 phần 10 của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? 5 nhân với lại 9 phần 10. 5 nhân với 9 phần 10 thì đáp án của chúng ta bằng 9 phần 2. D1 của chúng ta tính bằng 9 phần 2 đúng không? Ok, đấy là cái cách đầu tiên chúng ta có thể làm nhé. Cách đầu tiên là chúng ta lấy 5, đặt 5 ra ngoài đúng không? Thì bên trong sẽ còn lại là 1. Cách thứ hai là chúng ta thấy đây là 5. Vậy thì có một số bạn đang làm là lấy D mà chia cho 5 đúng không? Lấy D chia cho 5. Đó, khi mà chúng ta có D1 bằng từng này nhá, thì chúng ta lấy D1 này mà chia cho 5. D1 mà chia cho 5 nó sẽ bằng đúng là 1 trên 1 nhân với 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng 1 trên 3 nhân với 4 cộng chấm chấm cộng đến 1 trên 9 nhân với 10. Khi mà chúng ta lấy D1 mà chia cho 5 thì chúng ta sẽ ra được cái dãy này và chúng ta cũng tính cái dãy này như bình thường đúng không? Nhưng mà cái dãy này nó đang là D1 chia cho 5. Đó, D1 chia cho 5. Cái này chúng ta tính bằng 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng chấm chấm cộng đến 1 phần 9 trừ đi 1 phần 10 và bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 10 đúng bằng 9 phần 10. Và 9 phần 10 của chúng ta đang là D1 mà chia cho 5. D1 chia cho 5 bằng 9 phần 10. Vậy khi đấy chúng ta tính D1 bằng cách lấy 9 phần 10 mà nhân với lại 5 đúng không? 9 phần 10 nhân với 5 đáp án của chúng ta cũng ra được 9 phần 2. Ok nhá. Vậy thì đối với bài này chúng ta sẽ có hai cách làm. Một là chúng ta đặt 5 trực tiếp ra bên ngoài thì bên trong chúng ta tính trực tiếp luôn, chúng ta sẽ tính trực tiếp D1. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể lấy
D1 mà chia cho 5, nó sẽ ra cái dãy quen thuộc của chúng ta đang làm đúng không? Và chúng ta tính cái dãy này bằng 9 phần 10. Nhưng lưu ý ở đây là D1 chia cho 5 bằng 9 phần 10. Vậy thì D1 nó sẽ là 9 phần 10 mà nhân với 5 bằng 9 phần 2 đúng không? Vậy hai cách đáp án của chúng ta đều ra 9 phần 2 nhé. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai cách để chúng ta làm. Được chưa? Ok. Ok, bài này D bằng 4 nhân với lại 3 trên 6 cộng với 4 trên 6 nhân 9 cộng với 4 trên 9 nhân 12 cộng chấm chấm đến 4 trên 96 nhân 99. Ok, thế thì bài này cô thấy là các bạn có một số bạn thì làm đúng rồi, nhưng mà một số bạn đang bị nhầm đáp án một xíu. Thì ok, không sao, cái phần này chúng ta cần phải biến đổi nó hơi phức tạp hơn một xíu đúng không? Ở đây chúng ta có D đang bằng tử số đang là 4 nhá. 4 này, tử số nó đang là 4 này. Mà mẫu số của chúng ta đang là 3 x 6, 6 x 9, 9 x 12. Vậy thì cái hiệu ở mẫu số của chúng ta đang là bao nhiêu nhỉ? Hiệu của cái mẫu số của chúng ta đang là... Hiệu của mẫu số của chúng ta đang là 3 đúng không? 6 trừ đi 3 bằng 3, 9 trừ 6 bằng 3, 12 trừ 9 bằng 3 và 99 trừ đi 96 bằng 3. Hiệu của cái này đang đều bằng 3 đúng không? Đó, những cái này đều bằng 3. Vậy thì chúng ta đặt phép tính ra nhá. Chúng ta có này, 1 phần 3 trừ đi 1 phần 6. 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 6 đang bằng 6 trừ đi 3 trên 3 nhân 6 đúng không? Và bằng 3 trên 3 nhân với 6. Tương tự cô lại có này, 1 phần 6 trừ đi 1 phần 9 đang bằng 9 trừ đi 6 trên 6 nhân 9 và bằng 3 trên 6 nhân với 9. Tương tự thì nó sẽ đến 1 phần 96 trừ đi 1 phần 99 sẽ bằng 99 trừ đi 96 trên 96 nhân 99 đúng không? Và mẫu số, tử số của chúng ta vẫn ra 3 phần 96 nhân 99. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn nhá, hiệu của cái mẫu số ở đây đều là bằng 3 đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa cái bài này về cái dạng mà tử số nó sẽ ra được 3. Mà tử số ở đây đang là 4 đúng không? Tử số của chúng ta đang là 4 nhá. Mà chúng ta sẽ phải đưa về cái dạng tử số bằng 3 để bằng cái hiệu của cái ở mẫu số đúng không? Thế thì ở đây nó đang có tử số 4 thì chúng ta đưa về 3 bằng cách nào nhỉ? Tử số 4 mà đưa về 3 thì chúng ta sẽ bằng cách nào nhỉ? Đúng rồi. D của chúng ta đầu tiên là mẫu tử số nó đang là 4, chúng ta muốn đưa về 3 thì đầu tiên chúng ta phải bỏ cái 4 này trước đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy D mà chia cho 4 trước này. D chia cho 4 thì nó sẽ có dạng là D chia cho 4 nó sẽ có dạng là 1 trên 3 nhân với 6 cộng 1 trên 6 nhân với 9 cộng 1 trên 9 nhân 12 cộng chấm chấm cộng đến 1 trên 96 mà nhân với 99 đúng không? Đấy là khi mà chúng ta lấy D chia cho 4 nó sẽ ra dạng là 1 trên 3 x 6, 1 trên 6 x 9, 1 trên 9 x 12 cộng với từng này. Vậy từ 1 mà chúng ta đưa về tử số là 3 thì nó sẽ dễ dàng hơn rồi đúng không? Từ 1 đưa về tử số là 3 chúng ta sẽ lấy cả cái cụm này mà chúng ta nhân với lại 3 thì nó sẽ là D chia cho 4 mà nhân với 3 đúng không? D chia cho 4 nhân với 3 nó sẽ ra thành 3 trên 3 nhân với 6 cộng với 3 trên 6 nhân với 9 cộng với 3 trên 9 nhân với 12 và cộng với chấm 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 cộng đến 3 trên 96 nhân với lại 99. Ok chưa nhỉ? Phần này các con hiểu chưa? Ok, phần này nhá, chúng ta lưu ý này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn xem cái hiệu của hai cái số ở mẫu số bằng bao nhiêu. Thì chúng ta tính là hiệu nó đang bằng 3 đúng không? Hiệu nó bằng 3. Vậy thì chúng ta sẽ đưa từ cái tử số là 4 về 3 bằng cách đầu tiên chúng ta lấy D chia cho 4 này. Thì tử số của chúng ta về 1, đúng không? D chia cho 4 là tử số về 1. Vậy thì chỉ cần nhân với 3 lần lên nữa thì tử số của chúng ta về đúng là 3. Về đúng là 3 thì chúng ta làm như bình thường, đúng không? D chia cho 4 nhân 3 sẽ bằng
1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 6. 1 phần 3 trừ đi 1 phần 6 đúng bằng 3 trên 3 nhân 6 đúng không? Cộng với 3 trên 6 nhân 9 chúng ta viết thành 1 phần 6 trừ đi 1 phần 9. 3 trên 9 nhân 12 thì chúng ta viết thành 1 phần 9 trừ đi 1 phần 12 cộng chấm chấm cộng đến 1 phần 96 mà trừ đi 1 phần 99. Vậy thì D vẫn là D chia cho 4 mà nhân với 3 đúng không? Nó sẽ bằng 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 99. 1 phần 3 trừ đi 1 phần 99. 1 phần 3 mà trừ đi 1 phần 99 chúng ta tính luôn bằng bao nhiêu nhỉ? Cái này sẽ bằng mẫu số chung. Đúng rồi, mẫu số chung của chúng ta đang là 99. Thì 1 phần 3 sẽ là 33 phần 99 trừ đi 1 phần 99 của chúng ta sẽ bằng 32 phần 99. Đó, D chia cho 4 nhân với 3 thì đúng bằng 32 phần 99. Vậy thì chúng ta sẽ tính D bằng cách 32 phần 99. Ở đây đang là D chia cho 4 nhân với 3. Thì chúng ta sẽ lấy 32 phần 99 mà chúng ta lại chia ngược cho 3 và nhân với 4 đúng không? Chia cho 3 và nhân với 4. Đó, D của chúng ta chia 4 nhân 3 thì bằng 32 phần 99. Vậy thì D của chúng ta sẽ lấy 32 phần 99 mà chúng ta chia cho 3 và nhân với 4 đúng không? Hoặc là chúng ta làm từng bước. Đây là D chia 4. D chia 4 thì lại bằng 32 phần 99 chia cho 3. Và bằng bao nhiêu nhỉ? 32 phần 99 chia cho 3 bằng 32 phần 297. Vậy thì D sẽ bằng 32 phần 297 mà nhân với 4. 32 phần 297 nhân với 4 chính ra được 128 phần 297. Ok chưa? Ok chưa? Vậy bài này chúng ta đã làm xong hết chưa nhỉ? Bài này nhá, thì chúng ta chỉ cần lưu ý giúp cô này. Thì D từ... sao nó lại về cái này rồi? Đây, từ cái D này chúng ta đang có 4 trên 3 nhân 6. Thì cái hiệu của hai số ở mẫu số của chúng ta đang bằng 3 đúng không? Nó sẽ đưa được về dạng 3 trên 3 nhân 6, 3 trên 6 nhân 9 và đến 3 trên 96 nhân với lại 99 đúng không? Vậy thì ở đây khi mà chúng ta đưa về tử số là 3 thì chúng ta sẽ đưa tử số về 1 trước để chúng ta dễ hình dung hơn đúng không? Thì chúng ta lấy D chia cho 4 nó ra tử số bằng 1. Vậy thì D chia cho 4 nhân với 3 nó sẽ ra được tử số bằng 3. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính dần lượt từng bước ra được cái D chia 4 nhân 3 bằng 32 phần 99. Vậy thì đến đây chúng ta tính được D chia 4 bằng từng này. Và D sẽ là lấy cái 32 phần 297 nhân ngược lại với 4. Nó sẽ ra được 128 phần 297. Ok chưa? Ok chưa nhỉ?